lời tâm tình đầy nước mắt của chồng MC Khoa Cáp sau khi vợ qua đời. Tôi đang hạnh phúc bên thiên thần của tôi. Bố vui khi chơi với con gần nhà ngày hôm qua. Từ ngày mẹ mất, con được gửi qua cô Hoa, người mà mẹ con hay gọi là chị Bông, và tin tưởng tuyệt đối để chăm sóc cho con. Gần cả tuần không gặp con, bố nhớ muốn chết, chỉ dám nhìn qua hình của Bông update hàng ngày. Bố chưa sẵn sàng để gặp con và cho con biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Bố tưởng con còn quá nhỏ, ham chơi nên không để ý và nhớ nhung gì bố. Vậy mà khi gặp, con la lên và chạy ra ôm chầm lấy bố. Nước mắt bố chảy ngược vào bên trong và rồi con hỏi bố mẹ đâu rồi. Bố cảm nhận được sự nghi ngờ của con. Không ai nói, nhưng có lẽ con cảm thấy có chuyện gì không ổn. Bố biết chứ, nhưng bố chưa sẵn sàng con à. Bố chưa bình tĩnh để nói chuyện với con. Con đợi bố chút nữa nha con. Đây là lần đầu tiên mình gặp nhau ở nhà anh Thịnh Nguyễn, trong một buổi gặp mặt ấm cúng, cùng những người bạn mà sau này đều trở thành bạn tri kỷ của hai đứa mình. Anh gặp em, anh biết ngay em sẽ là vợ anh. Đó có phải là tiếng sét ái tình không em? Anh là người sống lý trí và thực tế, anh không lãng mạn và anh cũng không phải là gu của em. Anh và em cả hai chưa từng biết tới nhau. Anh thì ở Denver, còn em là một nàng hoa khôi của làng bóng bàn ở Nam Cali, mà sau này anh mới biết em còn là hoa khôi trong lòng của rất nhiều chàng trai ở Cali. Nhờ bóng bàn và âm nhạc và một phép nhiệm màu nào đó nhập cuộc sống của hai đứa mình thành một, mà trước đó chỉ là hai đoạn đường song song. Câu chuyện tình yêu của mình đẹp lắm, mà nếu mang cuộc tình của mình để kể thì chắc là sẽ viết thành sách thì mới đủ. Tôi anh sẽ dành để kể cho con mình nghe, vì đó là một câu chuyện tình tuyệt đẹp, phải không em? Nhưng anh không biết phải viết hồi kết như thế nào em à. Anh nghe lại bài hát này, lời bài hát như là một định mệnh. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nhưng đã nói với nhau những lời chia tay ngọt ngào nhất. Nhưng sau anh chỉ thấy đau. Như anh đã nói với em trước khi em ra đi, em là tất cả đối với anh. Em ra đi, em mang đi một phần trong trái tim anh, và khoảng trống đó anh sẽ dành cho con mình, cho thiên thần của hai chúng ta, cho món quà lớn nhất mà em tặng anh là kết quả của tình yêu tuyệt đẹp của hai ta. Em đã từng hỏi anh ơi, trên đời này ai sống đều có mục đích, vậy không lẽ mục đích của em là mang đến cho anh bé Xu? Trên trang cá nhân ca sĩ Lô Việt Hùng viết dòng trạng thái buồn thông báo MC Khoa Cát, nữ MC xinh đẹp, có giọng nói rõ ràng và truyền cảm, đã qua đời đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ. MC Khoa Cát tên thật là Nguyễn Khoa Cát. Cô đã lập gia đình và có một bé gái rất xinh. Sự qua đời của cô đã làm cho đồng nghiệp bàng hoàng thương xót. Tạm biệt em, đóa hoa đẹp xinh, người đồng nghiệp dễ thương, thời còn làm việc chung với đài VHNTV. Dù anh em mình ít gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp là lại tiếu tít cười đùa. Nghe tin em ra đi ở tuổi 39 mà anh cùng đã gia đình VHNTV, bàng hoàng quá em ơi. Cuộc đời còn dài mà sao em ra đi sớm vậy? Con dài còn cần mẹ yêu thương mà. Thương quá em ơi, anh buồn sáng giờ luôn. Mong em sớm bắt đầu một kiếp nhân sinh mới, sẽ thật khỏe mạnh, hạnh phúc và không còn bệnh tật đau đớn nha em. Chào tạm biệt em, Khoa Cát ơi. Đột ngột quá, nhiều người thích Khoa Cát dẫn chương trình trên TV. Xin chia buồn cùng gia đình của bạn ấy Hùng ơi. Cô này dẫn chương trình rất hay và dễ thương luôn. Lâu lắm rồi không nghe thấy, giờ nghe mất tội quá. Xin chia buồn cùng gia đình. Ca sĩ Lưu Tự Chung vừa nghe tin buồn. Xứ ngôn viên Khoa Cát, một trong những xứ ngôn viên duy nhất ở hải ngoại mà mình rất thích, đã từ trần. Xin chia buồn cùng Tan Quyến và đài truyền hình Sài Gòn TV. Rất tiếc vì em đúng là một xứ ngôn viên tài năng, được mọi người ưa thích, từ khán thính giả đến những người trong ngành truyền thông. Em cũng là cháu của tướng Nguyễn Khoa Nam lừng lẫy. Ngủ yên em nhé, mọi người sẽ luôn nhớ đến em. Tên đẹp, người đẹp, giọng đẹp nhưng đoản mệnh, vì bà bệnh để lại một con gái nhỏ mới 3 tuổi. Khi được ca sĩ Tới Sơn hỏi Khoa Cát bệnh gì qua đời đột ngột, ca sĩ Lưu Tử Chung trả lời bị ung thư phổi hay gan gì đó bạn, mất rất nhanh. Một số người bạn đã để lại bình luận: thật là sốc và xúc động khi nghe tin buồn này. Khoa Cát rất dễ thương, tài giỏi, mà mặt sáng như trăng rằm, đâu có tướng yểu mệnh, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Khoa Cát, ôi trời ơi, mình vẫn theo dõi em vì thích em. Sau này em có gia đình và một cháu gái xinh xắn, đau lòng vậy. Thật thương tiếc em quá Khoa Cát ơi, cầu mong em được về nơi an nghỉ thật nhẹ nhàng và an lành vĩnh hằng. Tất cả mọi người khắp nơi luôn nhớ em, rất yêu mến Khoa Cát. Lâu nay không thấy em trong mọi hoạt động, không thể tin được, yên nghỉ Khoa Cát nhé. Thật đau lòng khi nghe hôn tin này, em ra đi quá sớm, xin chia buồn cùng Tan Quyến. Cầu nguyện hương linh em được an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng,
vô cùng thương tiếc. Mẹ Nhi và Nhi cùng rất thích Khoa Cát, nhất là chương trình em ấy phụ trách với thầy Quyên Di, vô cùng thương tiếc. Cậu mong Hương Linh em sớm được siêu sanh tịnh độ. Xin thành tâm chia buồn cùng Tan Quyến. Nghe hôm tin này, anh Khoa rất buồn và sững sờ vì những lễ thu tế mình thường gặp Khoa Cát, mà giờ về nơi vĩnh cửu sớm vậy. Theo vai vế, xuống công viên Khoa Cát là cháu An Khoa và tướng Nguyễn Khoa Nam, là anh họ của chị Nguyễn Khoa Diệu và của tôi. MC Khoa Cát và MC Đức Vượng là cặp đôi MC chính của đài truyền hình Sài Gòn TV News vào nhiều năm trước. Với lối dẫn chương trình dễ thương, cô được nhiều đồng nghiệp rất thương mến. Sự ra đi của cô đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp. Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền, những nghệ sĩ ca sĩ trong và ngoài nước cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình.